do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc những ngày qua khoảng 17 độ. Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, mức nhiệt thấp nhất từ 16 đến 19 độ C. Trái ngược lại, Nam Bộ và Tây Nguyên tạnh ráo, có nắng. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác của Nam Bộ từ 31 đến 34 độ C. Thích ứng biến đổi khí hậu cũng như hướng đến đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, các mô hình canh tác hữu cơ trở thành xu hướng phổ biến. Trồng bí nụ luân canh trên đất lúa có hiệu quả kinh tế, được nhiều nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Bí nụ là một loại rau củ có nhiều lợi ích cho sức khỏe như chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Chỉ tầm một tháng sau ngày xuống giống, nông dân có thể thu hoạch đều đặn, mang lại thu nhập hàng ngày. Do trồng theo hướng hữu cơ nên nông hộ ít sử dụng phân thuốc hóa học, chủ yếu dùng phân sinh học nên cho trái bền hơn, tiết kiệm được chi phí, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng lẫn người trồng. Bí nụ có thể được trồng quanh năm, một số giống thường được sử dụng để lấy nụ là bí đao, bí ngô và bí rợ. Thời điểm này bà con đang chăm sóc để bán Tết, nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ những ngày tới có thể giảm, người trồng chủ động phòng trừ sâu bệnh. Cây bí có thể bị tấn công bởi các loại sâu bệnh như rầy xanh, rệp sáp, bọ trĩ, rầy nâu, bệnh đốm lá, bệnh tháng thương. Để phòng trừ sâu hại, người trồng cần tuân thủ các biện pháp như lựa chọn giống kháng bệnh, vệ sinh ruộng định kỳ, thu hái và tiêu hủy các lá và trái bị nhiễm bệnh. Cây bí cần được tưới nước đều đặn khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần, nên tưới vào buổi sáng hoặc chiều mát, tránh tưới khi trời nắng gắt. Bón phân định kỳ để cung cấp dinh dưỡng cho cây, nên bón phân hữu cơ như phân chuồng, phân gà, phân trùng quế khi cây ra hoa và khi cây đậu trái. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt quý khán giả.